Yamamoto, xin hãy tha thứ cho em. Đến phút cuối cùng lại phản bội anh. Em không hề sợ chết. Con đường anh đi có lẽ là con đường tốt nhất. Nhưng bây giờ em không thể chết. Em phải báo thù cho anh. Báo thù. Hình như chúng ta đã gặp nhau. Tôi nhớ rồi. Tân Tỏa Dương. Không sai. Tên tôi là Lôi Ngọc Tỏa. Tôi mặc kệ cậu là Tỏa gì. Cậu muốn ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hay là muốn tôi băm cậu ra làm trăm mảnh? Đầu hàng. Để tôi nói cho cô biết hai chữ này viết như thế nào. Người trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi và cô không có gì để nói cùng nhau cả. Ra tay đi. Lên đi. Mẹ. Sao rồi? Trong phòng không có người. Không có người à? Chỉ có một nồi cơm vừa mới nấu, vẫn còn nóng. Hỏng rồi. Chắc là hai người họ đã liều mạng cùng với Kim Mỹ Tử. Vậy bây giờ phải làm sao? Không được chậm trễ. Chúng ta mau đi thôi. Phá rất tốt. Tôi đang muốn chuyển vào văn phòng của trưởng quan. Mau lên, mau lên.
Lên đi. Đừng giết cậu ấy, để lại mạng sống. Ngọc Thỏa, mau chạy! Không được để bọn chúng chạy thoát! Đuổi theo! Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ thật sự chạy không nổi nữa. Hai người đi đi. Mẹ à, mẹ một mình làm sao mà được? Không sao. Mẹ, mẹ nói không sao là không sao. Mau đi đi. Được, vậy cô chở đây. Chúng ta mau đi thôi. Đi. Mau. Ngọc Tỏa. Ba, con không được rồi. Không được rồi. Báo cáo, không đuổi kịp hai người họ. Khốn kiếp. Dạ. Tập hợp tất cả mọi người theo tôi. Dạ. Ngọc Tỏa. Ngọc Tỏa.